Vâng, hello, chào tất cả anh chị, bà con, cô bác nha. Em Thành Bến Tre gửi lời chào đến bà con. Lời nói đầu tiên chúc em nhiều sức khỏe nha. Hiện tại bên em có bán góp, thì góp qua ngân hàng Gắt. Xe này em để anh em mình với số tiền 80 triệu, cao hơn những xe em bán trước đây. Nhưng em biết tại sao nó cao không? Vì em mới sơn nguyên xe, làm đồng, làm sơn, sơn mâm, làm vỏ mới luôn. Bốn cái vỏ mới nè, sơn bốn mâm mới nè. Đó, sơn xi còn rất ư là mới anh chị không? Tại vì mới vừa sơn xong luôn mà. Đó. Thì xe này để cho anh em mình 80 triệu. Nếu mà anh em mình mua góp á, mua góp thì anh em mình sẽ có, nếu mà có bản lương chứng minh thu nhập nè và có ở Bến Tre thì nó dễ đậu trong ngày, có kết quả liền. Và anh em khách tỉnh thì 3 ngày nha. Đó, thì nếu mà anh em mình có bản chứng minh thu nhập thì nó sẽ dễ đậu hơn. Nhưng mà những anh em nào mà bữa giờ mua góp em không được á, thì qua tháng 4 sẽ điện thoại lại em là sẽ góp rất là dễ. Tại vì hiện tại bây giờ nó đang bó chặt, tại vì do năm rồi những anh em làm nghề mà mức lương thấp á thì trả không đúng hẹn, cho nên nó hơi bị khó đậu. Bây giờ việc hơi khó ha anh em ha. Nhưng mà qua tháng 4 nó dễ lại nha. Bên góp mới liên hệ với em, thông báo với em thì sẽ thông báo với bà con mình. Đó, xe này thì để cho anh em mình 80 triệu, 4 mâm 4 vỏ mới nè, anh em không? 4 mâm 4 vỏ mới tinh. Vỏ gì cui luôn nè anh chị không? Làm về máy về cực thừ luôn. Nguyên vàng ghế da túp lô túp ly rất là đẹp, ghế da còn mới tinh. Đó, mới heo 5 tháng nha anh chị nha. Keo chỉ nè, đầy đủ luôn nè anh chị nha. Keo chỉ nè, ghê chưa? Đầy đủ. Đó, kính là kính bấm nè. Kính là kính bấm vậy lại te luôn. Túp lô túp ly đẹp, vô lăng đẹp luôn. Số sàn có màn hình nè anh chị ha. Đó, túp lô túp ly bên kia. Trần nỉ đi theo xe luôn anh chị. Hơi nắng quá hơi chói. Đó, xem bọc nhãn mát nhà sản xuất nè anh chị ha. Để em giật cái capo cho nên mình xem cái phần máy nha. À, quay cái gầm cho nên mình xem nữa. Gầm xe này nhìn cứ tưởng là xe đời 2010 mấy không à, gầm mới tinh anh chị. Máy nổ siêu êm anh chị nha. Phun xăng điện tử, dòng này động cơ này thì tiêu hao nhiên liệu 100 cây 7 lít bao với anh chị nha. Đó, chạy nếu mà quá 8 lít tặng xe. Đó, kêu chị capo nè. Sơn mới hết luôn anh chị. Đó. Máy này còn rất là êm và chất lượng nha. Để em chống lên em quay cái hơi cho anh em mình coi. Không một miếng hơi chứ khói nha anh chị nha. Ê nặng quá. Ơi. Không một miếng hơi miếng khói, và nhớ là nhấc mới nha anh chị nha, nhớ là nhấc mới luôn ha. Bình lắc và lắc khô lắc nước ta, lắc nước sơn đầu cũng còn ngon lành. Xe này có sơn lại sơn đầu rồi anh chị, em sơn luôn á. Mặt máy cũng khá sạch sẽ nè, máy em vô à. Giá tiền rẻ anh chị ha, phun xăng điện tử nữa, máy làm nghe nhạc đầy đủ luôn. Giá chỉ có 80 triệu, còn mua góp thì khỏi đưa trước, chứ đàm cầm bằng lãi chứng minh lên chất hồ sơ. Thì em nào có nhu cầu mà mua góp thì sẽ hãy liên hệ cho các bạn góp của em, thì điện thoại cho bản chất hồ sơ. Đậu thì anh em điện em cái chạy lên lấy xe ha. Thì sẵn đây em sẽ đọc cái số điện thoại bên của bạn góp cho anh em mình xem luôn ha. Cho anh em lưu lại, hoặc là anh em điện là số này nè. Đó, nhân viên trợ góp bên Dắt thì có số Zalo luôn là 0387306594. Rồi ok, anh em mình xem đội xe nào alo ủng hộ cho em Thịnh nha. Anh em bấm vô like đăng ký kênh để cập nhật nhiều video nha.